Xin chào hết tất cả các bạn và mọi người. Chúc quý vị một ngày bình an vui vẻ. Hôm nay mình câu ở địa điểm mới. Chỗ này thì nó rất là cạn, nước khoảng chừng từ 3 tới 5 feet thôi. Tàu nhỏ nhỏ đi thì được, nhưng ai có tàu kayak hay là tàu cano á thì câu đây rất là ngon. Hello everyone, fishing news back. Bayou Vista. This place is very shallow for boat. It's good for kayak people. Try out new play, you'll see what happened. One tank of live shrimp, $10. Crapping, commercial crapping. Người làm nghề bắt ghẹ đây. Got some but not too much. Commercial crapping. Cá vô, cá đầu tiên, cá gì đây? Hy vọng không phải là ba gai. Oh, black drum. Drum. Baby black drum. Cá sấu đen nhỏ. 14-30 mới được lấy. Con này chắc không đủ size. Happy 14-30. It's probably undersized black drum. 13 in black drum. Cá vô, cá vô. Cá vô. Cá vô, cá vô. Ship head. Cá hành mà con ơi, con này bự, con này 16 17 in á. Ship head. Cá han. Con cá này lúc nào nó cũng nhe răng nó cười hết á. The fish always smile at you, the teeth always come out. Cá han đầu tiên, ship head. Seventeen inch ship head. Rất là mập.
cá gì đây? Ô, cá ăn tiếp. Cá ăn tiếp. Ship hết. Canh chua nướng cũng béo lắm. Làm gì cũng ngon hết. Hấp cũng ngon nữa. Thắng này cá rất là béo. There's Highway 45 over there in front. A lot of people kayak. A lot of oyster on the bottom. On the way home, I gonna jump in the water, get some oyster. Ở dưới có nhiều sò lắm, oyster lắm. Oyster fish, cá sò ăn được. Still good. Hai con hào. Cá vô. Ship head again. Small undersize, cái này nhỏ quá, thả đi. Not big enough. The fish always smile at you. Look at that, the teeth always come out. Bạn thấy cái răng nó nha đâu? Con cá hăn này đó là ăn mấy con sò, mấy con hào, mấy con ốc. Nên cái miệng nó rất là cứng. See, this fish is specialized eating of oyster, clam, crab, stuff like that. The teeth always smiling. Cá, bà con là cá. Cá, fish on. Oh, baby black trout. Baby black trout. Cá sủ đen nhỏ, undersize. Baby black trout, it'll be 14 inch and 30 inch. Cá kéo. Coi cá gì đây? Con cá mòi quá bự luôn bà con ơi. Giant sack. Con cá mòi quá bự luôn, con này phải 2 pound đó chứ không có nhỏ đâu.
Lần thứ nhì được con bự như vậy nè. Bự quá bự luôn. Wow. 17 inch set. Cá mòi khoảng chừng 17, 18 inch, 17 inch. 17 inch. Fish on, cái vô, cái vô. Cái gì đây? Cái vô. Black drum again. Underside black drum. This is the third one, I believe. Số đen. Không đủ size, con thứ ba nè. Không đủ size black drum. Kayaking. Chỗ này nước rất là cạn. Kayaking is real good. Đầu cá đôi nhỏ có chung quanh đây rất là tươi. Người ta là cá rất là nhiều, cá chấm đuôi, cá speckled trout, có flounder nữa mà flounder thả đi. Ngày 15 mới được lấy. Còn có tàu lớn thì câu chỗ này hơi khó. Chạy đi hơi xa. Tại nước rất là cạn. Cái gì đây? Oh, black drum again. Number 4. Black drum underside. Nói chung mánh cá black drum này mà underside không. Là 30 mới được lấy. Underside black drum. Fish on. Cái gì đây? Sheep head. Cá hăn, sheep head. Sheep head. Cái này good size, lấy được 15 inch trở lên. 15 inch no more. Còn cá. Cái gì đây? Cái gì đây? Cá hành tiếp à con ơi, cá hành tiếp. Ship hết. Cá hành tiếp. Cái gì đây? Oyster. Dính oyster. Yeah. Quá bự luôn. 3 thùng rồi nè. Đây 45 con oyster. 1 phần 3. Có 2 phần 3 ở nhà. Oyster nhậu.
Thank you.